Xin chào, hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn những cái thức ăn nhanh, ngon, bổ dưỡng cần thiết của một tiên cá. Giống như là hàng ngày tôi phải đi dạy bơi, dạo này rất là nhiều. Tôi không có thời gian ăn uống gì cả. Bởi vì dạy bơi từ sáng tới chiều thì tôi cũng ăn qua la đơn giản. Tôi thì không có bệnh tật, tôi thì cũng không có đói bụng. Nhưng mà tôi cần phải ăn để nuôi dưỡng cơ thể. Mà thức ăn của người thường làm nó làm hại sức khỏe của tôi dữ lắm. Ăn vô thì nó làm mệt, làm buồn ngủ, làm chóng mặt, làm cho tôi bị nặng đầu, đau đầu lắm. Hai bên bắt đầu não của mình nó bị giật, nó tê, nên rất là khó chịu. Và đây là cái những cái thức ăn nhanh cần thiết của một tiên cá. Các bạn người cá có thể tập ăn giống như tê-ôn, hoặc là những bạn người thường cũng có thể tập giống tê-ôn như thế này. Đây là bánh tô lô dưa lạc. Bánh này tôi thích bởi vì ăn vô nó không có cái những cái chất bảo quản làm hại cho sức khỏe. Thì khi nào mà các bạn người cá có thể tiến hóa thành tiên cá rồi, các bạn sẽ cảm nhận được tất cả mùi vị ở trong cái bánh này, cảm nhận được chi tiết những cái thành phần mà người ta bỏ vô trong cái bánh này. Thì cái bánh này tôi thấy là nó không có chất bảo quản, ăn vô cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu. Bởi vì thành tiên cá đó, có một cái đặc biệt là các bạn có thể nhìn thấy nguồn gốc của thức ăn qua hình ảnh trong não dựng lên, rất là lạ. Đó là một khả năng mà các bạn có thể nhìn thấy được quá khứ, cũng có thể nhìn thấy được tương lai nữa. Đó giống như là một trạng thái thiền định mà theo đạo Phật thì người ta nói cái đó là mấy cái gọi là thần thông gì đó. Còn đạo Chúa thì cũng vậy. Người ta coi cái đó là một cái gì đó rất là cao siêu, nhưng đối với tôi nó chỉ là một cái thứ bình thường. Tôi cũng không có bận tâm vào những cái thứ này cho lắm. Nhưng mà tôi nói để các bạn biết, khi trở thành tiên cá các bạn có những khả năng đó. Đó cũng là cái lý do mà khiến cho tôi không thể ăn thịt động vật. Ngay cả tôi rờ tay vô cái bao ni lông này, tôi cũng có thể thấy được tương lai của cái bao ni lông này. Nhưng mà tự các bạn cũng có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra với cái bao ni lông này, đúng không? Tất nhiên là nó sẽ bị dục vô trong cái thùng rác khi bạn đã sử dụng xong. Nó sẽ bị người ta đốt cháy ra thành những cái khí ô nhiễm môi trường, hoặc là nó sẽ bị trôi dạt đi đâu đó, xuống biển, xuống sông, và nó không phân hủy được, hay là nó làm ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước. Nói chung là các bạn có thể hình dung được. Nhưng mà Tion rờ vào, Tion có thể thấy được tương lai của nó. Tion sẽ giữ lại cái bao ni lông này để dùng cho những lần sau đến cái shop túi lưu dua, để Tion giữ lại cái bao sạch sẽ nè. Tion cất gói lại, giữ sạch sẽ để có thể dùng lần sau, để khi mà đến mua hàng người ta không có đưa lại cái bao ni lông túi lưu dua này cho Tion nữa. Một tháng á, Tion ăn bánh túi lưu dua này khoảng 15 ngày ăn bánh túi lưu dua là ít nhất đó nha. Còn hầu như là ăn nguyên tuần luôn, suốt tháng luôn. Nên Tion tận dụng cái bao ni lông lại. Tion đã sử dụng một cái bao ni lông của túi lưu dua trong vòng 6 tháng trời mà nó không rách. Bởi vì sao? Cái bao này nó có giá trị. Những cái bao ni lông này đây các bạn thấy này, nó rất là bền, 5.000 năm không thể phân hủy. Vậy mà các bạn nỡ lòng dục nó vô thùng rác hay là bỏ vứt đi một cách lãng phí. Khi làm việc gì, Tion khuyên các bạn nên nghĩ đến tương lai và hậu quả. Nếu là người thường thì nên tập suy nghĩ như vậy. Còn thành tiên cá, người cá thì từ từ các bạn sẽ thấy tương lai quá khứ của tất cả những gì xung quanh mình. Rồi quay lại cái vấn đề chính về việc ăn bánh. Hai cái bánh này của túi lưu dua thì thích hợp cho tiên cá, còn người cá có thể ăn mặn được mà, đúng không? Ăn thịt động vật được, bởi vì các bạn chưa nhìn thấy tương lai quá khứ, nên các bạn cứ ăn thoải mái, từ từ sẽ làm được điều đó. Khi sức khỏe của mình phát triển tuyệt đối, trí tuệ của mình tăng trưởng tuyệt vời, sẽ nhìn thấy tất cả. Rồi, hai cái bánh này vì sao tôi yêu thích? Thứ nhất, cái này là bánh rau củ, ăn vào rất là ngon. Cắn vô một miếng, thấy trong này nó có cà rốt, có hành nhẹ nhẹ, có, nói chung là ngon lắm. Này bánh rau củ. Rồi này là bánh lạc. Nếu mà ăn bánh này không á, buổi sáng á, các bạn bận rồi ăn cái bánh này thôi, thì khỏi cần mua cái hộp phô mai này. Nếu mà ăn bánh này thì thấy nó ngon lắm rồi, không cần phải ăn phô mai. Còn ăn bánh lạc nó cũng cực kỳ ngon, nhưng mà mình phải ăn thêm phô mai. Trong phô mai á, coi đi, phô mai này nó có 17 gram là protein. Protein là thay cho thịt. Nếu các bạn ăn chay giống tiun á, các bạn nên ăn phô mai nhiều một chút. Nếu mà tập từ bỏ ăn thịt động vật á, thì mới đầu mình ăn phô mai nhiều thay cho thịt. Nhưng mà coi chừng bị mập đó nha. Nếu mà tập tu luyện để trở thành người cá tiên cá là bơi lội mỗi ngày nên ăn. Chứ ăn mà không có vận động thể thao là chết. Nó mập hơn con bò nữa, nó thành con voi luôn. Rồi, phô mai này ăn với bánh này. Xé cái bánh này ra miếng, nhét miếng phô mai vô ăn hai cái bánh là no nguyên buổi sáng, tôi chắc chắn. Đối với tôi như vậy, còn không biết những bạn tham ăn thì như thế nào. Bởi vì trên YouTube bây giờ có nhiều bạn tham ăn quá, lên trên mạng khoe ăn uống này kia, ăn giống như là quái vật quái thú. Nhưng mà tôi biết các bạn đang lừa đảo mọi người để câu view. Những trò đó không tốt đâu các bạn nha. Làm hại môi trường, làm hại suy nghĩ tư duy của mọi người, là các bạn đang tạo một nghiệp rất xấu cho tương lai của mình. Rồi, giới thiệu cái loại phô mai này cực kỳ ngon. Cái loại phô mai này nếu mà bạn có điều kiện thì nên mua. Cái miếng phô mai này là bao nhiêu ta? Phô mai xé đó các bạn. Phô mai xé thì đặc biệt ăn rất ngon với cái bánh này. Bánh túa lưu dua lạc mà có rau củ. Đó.
một cái phần này 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 ăn được nguyên một ngày mà no lắm, mà tôi không bao giờ ăn hết nổi. Tôi chỉ ăn mỗi ngày hai cái bánh, ăn 3 ngày là hết nguyên đống này. Cái này là dành cho buổi sáng của tôi khi tôi bận rộn không thể ăn gì được. Như là dạy bơi dạo gần đây, do các bạn cá nòng nọc tiến hóa thành người cá, tiến hóa thành ếch nhái. Hey, rất mất thời gian từ buổi sáng 9 giờ sáng tại căn hộ Dream Residence. Nguyên một tháng nay là coi như là tôi ăn mấy cái này, còn ăn mấy cái khác không được. Thì bởi vì những cái chất bảo quản tôi ăn vô là tôi mệt lắm. Tôi không có thể nào mà có thể giữ được tâm thanh tịnh. Dễ bị nổi điên lắm á. Tiếp theo cái này là phần ăn sáng nhanh tiện lợi của người cá. Hôm nay tôi muốn chỉ cho các bạn, bởi vì có nhiều phụ huynh rất là thương tôi, phụ huynh của các bạn người cá đó, hỏi tôi ăn uống làm sao mà thấy không có ăn gì hết. Đi chơi mới vừa rồi đi chơi mũi né nè, mấy phụ huynh nói tại sao thấy không thấy tôi ăn cái gì hết vậy. Có nhiều người phụ huynh lại giận tôi nữa, như là cô cá voi á, mẹ vừa của Lexin, người cá đệ tử đầu tiên của tôi, đệ tử số 1, thì nấu cho tôi một đống cái gì gọi là mì ba gesty hay gì pasta gì, nói chung là tôi không ăn miếng nào. Bởi vì sao? Nhờ mấy cái đại ca này nè, ăn gì nói nữa mà ăn, trời đất ơi, ăn vô hai miếng là tôi no từ sáng tới chiều rồi. Tôi ôn cơ thể, tôi ôn không giống cơ thể người thường nữa, bởi vì trong não tôi ôn á không có suy nghĩ, không có mất năng lượng. Tôi không có gì để bận tâm trên thế gian này ngoài trừ cái việc bảo vệ thiên nhiên và động vật, còn không nghĩ tới nó tôi chả có gì để nghĩ. Tình yêu nam nữ hả? Không có luôn. Tư lợi cho bản thân hả? Cũng không có luôn. Tôi chỉ muốn giúp các bạn đệ tử để phụ tiêu bảo vệ thiên nhiên và động vật thôi, nên tôi không có gì để mất năng lượng. À, còn một vấn đề nữa là sắp tới tiêu sẽ ra cái thương hiệu mà men tiêu đó, là cái để bán những cái đồ bơi người cá giá tốt cho những bạn không có điều kiện. Bởi vì sao? Bây giờ cái thị trường cung cấp đồ bơi người cá không đủ để tiêu giúp các bạn trở thành người cá. Nhiều bạn rất giận tiêu đó nha. Tại sao mà cứ gọi điện thoại alo cho tôi một ngày cả gần cả ngàn cuộc điện thoại mà tôi không bắt máy, hỏi mua đuôi cá đủ điều mà tôi không có đuôi cá để bán. Tôi xin lỗi, tôi chưa phải là nhà cung cấp đuôi cá cho các bạn, nên tôi không đủ số lượng hàng để bán. Bây giờ tôi bán rất nhiều thương hiệu, Lexini nè nha, Finfun này nha, Mateller này nha, nhưng vẫn không đủ bán cho các bạn, bởi vì không đủ thời gian để đáp ứng nhu cầu. Phải mất 3-4 ngày trở lên, rất lâu, không ai chịu, nên tôi phải làm một cái dạng hàng công nghiệp cho Mermen Tiêu Ôn, thương hiệu của câu lạc bộ người cá Tiêu Ôn, để ai cũng có thể làm người cá. Và Tiêu Ôn làm thì Tiêu Ôn dễ dàng tặng quà cho các bạn hơn. Tiêu Ôn dễ dàng thiết kế những cái ý tưởng đồ bơi theo ý của Tiêu Ôn muốn cho các bạn đệ tử của mình, chứ không bị lệ thuộc vào ai nữa cả. Rồi, khẩu phần sáng là như vậy. Hôm nay Tiêu Ôn cảm thấy rất là thoải mái. Bởi vì sao ta? Thoải mái vì Tiêu Ôn đã cảm nhận được một cái tương lai tốt hơn ở Việt Nam cho những bạn trẻ ở Việt Nam, nên tôi cảm thấy rất là thoải mái. Tôi đã nhìn thấy được cái tương lai đó. Rồi, tiếp theo là bộ đồ ăn trưa của tôi, rau muống. Rau muống tại sao tôi thích? Trong đây nó có rất nhiều chất sắt. Chất sắt này trong thịt bò cũng có nữa. Con bò thì nó ăn rau ăn cỏ. Nó ăn rau ăn cỏ rồi mình ăn thịt nó, là mình cũng hấp thụ năng lượng từ rau củ quả này mà thôi. Đó. Bởi vậy tại sao mình không ăn rau củ? Ăn rau giống như con bò mà lại phải ăn thịt con bò để hấp thụ những năng lượng xấu từ con bò. Người ta nói ăn cái gì bổ đó, đúng mà các bạn. Nhưng mà bổ có nhiều nghĩa đen, nghĩa bóng, tích cực và tiêu cực, đủ thứ bổ trên đời. Con bò nó khỏe mạnh, ăn vô thì khỏe mạnh giống nó, nhưng sao người ta không nghĩ con bò nó rất là ngu si, để con người đè đầu cưỡi cổ, nên con bò nó gọi là ngu như bò. Thì mình ăn thịt bò mình cũng sẽ ngu như bò, mình sẽ có nhiều sức khỏe để làm những việc vô bổ. Việc vô bổ đó là phục vụ cho con người, những mục đích xấu của con người. Giống như là con cọp đi, tại sao nó khỏe mạnh mà nó không đi phục vụ cho con người, mà chỉ con bò nó đi phục vụ cho con người? Bởi vì nó quá hiền từ. Ăn rau củ giúp cho mình hiền từ. Nhiều khi con bò nó chịu thiệt, nó làm phước, nó giúp con người, đó cũng là một đức tính tốt. Nhưng mà con bò vẫn còn là con vật. Mình ăn thịt động vật để mình được giống như con vật hả các bạn? Không không, không tốt. Mình ăn rau củ quả để mình có những năng lượng sạch ở trong người, để mình có trí tuệ, để mình suy nghĩ cao hơn nữa, đến với những thế giới tốt hơn nữa. Buổi trưa là mình sẽ ăn rau muống. Rau muống rất cần thiết cho một người cá tiên cá và cho cả người thường nữa. Trong rau muống này, tôi nói thiệt nha, nếu các bạn có thể nhìn thấy tương lai quá khứ của rau muống, các bạn sẽ rất yêu thích rau muống. Từ một cái mầm nhỏ như thế này, các bạn không tin, tức một đoạn thân của nó gắm xuống đất, các bạn sẽ thấy nó rất là vi diệu. Tự nhiên nó có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Mình ăn rau muống mình cũng có một cái sức sống sức mạnh giống như rau muống vậy đó. Một cái thân nhỏ như vậy cắm xuống đất, tự nhiên mọc rễ tu ra. Sau 3 tháng trời nó lên một đống rau muống luôn, tươi xanh ngon. Một loại rau mà phải nói là nó tuyệt vời. Trong cái thời kỳ cách mạng, khi mà còn kháng chiến, các bộ đội ở Việt Nam người ta thường ăn rau muống, mà người ta có thể đánh thắng giặc ngoại xâm.
Rất là hay, rau muống thật là một cái cây rau tiên chứ không phải rau thường đâu nha các bạn. Nên ăn cái rau này mình cũng sẽ giống như cây rau tiên này. Buổi trưa Tiêu sẽ ăn rau này, và một tuần Tiêu sẽ ăn rau này 6 lần. Còn một đống rau ở đây nữa nè, cái đó là rau của người nhà Tiêu ăn. Tiêu thì thường không có ăn ở nhà, Tiêu ít khi nào vô bếp lắm. Tiêu không có quan trọng miếng ăn, và Tiêu ăn rất ít. Ăn nhiều cũng được, ăn ít cũng được, tùy theo cái suy nghĩ của Tiêu mà Tiêu nên ăn nhiều hay ít. Bữa nào Tiêu suy nghĩ nhiều Tiêu sẽ ăn nhiều. Rồi, cái này là bánh snack của Tiêu, giới thiệu cái loại rau này. Một tháng Tiêu sẽ ăn rau này khoảng 12 lần trong tháng. Tôi nhớ chính xác như vậy bởi vì tôi cầm vào nó, tôi thấy quá khứ của nó với tôi rất nhiều. Cái rau này gọi là rau cần tàu nha các bạn, cần tàu. Rau này cũng có nhiều chất sắt rất tốt. Người ta hay mua rau này về để người ta xào thịt bò. Riêng tôi thì rửa sạch nó, rửa với nước muối. Xong rồi tôi ngâm lại với nước sạch. Vì sao ngâm lại với nước sạch? Để cho cái sợi rau này nó cứng cái thân lại trở lại. Còn ngâm với nước muối để cho những cái không sạch sẽ nó được tẩy rửa. Để tôi phơi nó, ráo nước rồi tôi ăn nó thay bánh snack. Hiện tại trên thị trường á, có một loại bánh snack rất là ngon, đó là rong biển. Nhưng mà tôi ăn không quá được 6 bịch. Nó có chất bảo quản, ăn rất là đau cổ họng. Nếu mà có rong biển tươi ăn thì quá tốt rồi. Nhưng mà tôi thấy là ăn cần tàu thay bánh snack là tốt nhất. Ăn vào rất là thơm miệng, ăn vào cần tàu mình cũng có thể nhìn thấy được những cái năng lượng tốt ở trong cái cây này. Làm tiên cá các bạn sẽ biết được. Nếu tôi còn có thời gian để kể cho các bạn nghe về tất cả các thế giới và tất cả nguồn gốc của thực vật động vật trên thế gian này. Tiếp theo, cái này là ăn thay bánh snack của người cá, tiên cá. Còn cái này đố các bạn là gì? Cái này là kiwi. Kiwi này, cái trái này người ta không có thể ướp mấy cái chất độc hại, phân bón độc hại vô cái trái này được, hay là phun cái thuốc mà bảo quản trái cây giống như là trái táo vậy đó. Cái bao này để từ từ tôi gỡ ra. Tôi mua một trái kiwi xanh và một trái kiwi vàng. Cứ sau một bữa ăn thì tôi sẽ cắt một cái lá này ra, 1/4 ra để ăn tráng miệng. Kiwi, trái cây tôi rất thích. Nhưng mà một tuần tôi chỉ ăn một lần thôi. Tôi ăn cái trái này vào cuối tuần. Đó, cuối tuần cắt ra 1/4. Ăn một bữa ăn là 1/4. Chúng ta phải tập ăn uống có điều độ và tiết chế. Vì sao? Bởi vì chúng ta đừng có thấy thức ăn của mình nhiều quá mà chúng ta khơi gợi lên cái dục vọng trong tâm. Tham chính là cách để chúng ta dễ bị sa vào dục vọng. Khi thấy đồ ăn nhiều quá, ai cũng muốn ham ăn đúng không? Ham ăn thì chúng ta sẽ tập thành một cái thói quen là tham. Tham, từ việc tham này có nhiều biến hóa ra nhiều cái tham khác nữa. Tham của người khác, rồi tham ăn hốt uống, thấy của ai cũng tham, cũng thèm, cũng khác. Làm như vậy là rất khổ cho bản thân của mình, tạo cho cái thân thể của mình nó không có những cái điều tốt. Sau này khi lúc mình ra đi khỏi thế giới này, mình lại bị tham, cái tham nó lại cuốn mình, biến mình trở thành những loài vật rất là đáng thương. Những loài vật không có trí tuệ nên chúng thường rất tham, giống như con bò. Con bò đi, tuy hiền nhưng chúng rất tham. Thứ nhất là tham ăn cỏ, đó là một cái tham. Hay, muốn nói gì nữa ta? Giới thiệu tới rau này. Rau này thì tôi ăn buổi chiều, rau muống ăn buổi sáng có nhiều năng lượng. Rau này ăn buổi chiều rất là thanh đạm. Cái này là chỉ là một khẩu phần ăn rau trong một ngày của tôi. Là trong một ngày, trong tuần tôi sẽ ăn 3 cái loại rau này cùng một lúc. Và còn nhiều loại rau khác nữa. Thí dụ hôm nay là chủ nhật thì tôi sẽ ăn 3 loại rau này. Ngày thứ hai thì tôi sẽ ăn rau khác. Trở thành tiên cá thì bạn sẽ ăn uống một cách có khoa học, tôi bảo đảm như vậy. Nhưng mà những bạn người cá chưa hiểu được thì tôi chỉ luôn để các bạn có thể mạnh khỏe giống như là tôi. Tại sao? Tới phiên việc nước uống cũng rất là quan trọng đối với một người cá và tiên cá. Tôi muốn nói rõ về cái nước uống này nhưng mà sợ không có thời gian để chia sẻ. Tại sao tôi phải uống nước tên là Eon Light mà không phải là cái loại nước khác? Tôi nhìn ở trên này tôi thấy nè, Alkaline Eon Water. Tại sao nó là cái loại nước uống bổ dưỡng và khỏe mạnh cho cơ thể của chúng ta? Bởi vì trong cái nước này nó hoàn toàn là nước tính kiềm tự nhiên, giống như trong rau sạch, rau xanh. Nó không có chất khử trùng nước như là chất clo. Này các bạn nhìn ở đây có thấy kỹ không? Trong nước khoáng bình thường nó hay có chất fluorine. Cái chất này sẽ làm hại não của tất cả người trên thế gian này, và đặc biệt là người cá. Các bạn muốn tiến hóa thành tiên cá mà các bạn uống cái nước mà có nhiều fluorine thì các bạn sẽ bị hủy hoại. Chính xác hơn là con mắt thứ ba của các bạn đó. Tôi muốn nói rõ về con mắt thứ ba. Sau 40 tuần tôi sẽ nói. Nếu các bạn muốn có được trí tuệ của vũ trụ này thì tôi sẽ kể cho các bạn sau 40 tuần. Sau 40 tuần tôi đi dạy bơi biến người thường thành người cá. Nói chung là nên uống cái nước mà không có cái chất fluorine. Uống cái nước mà có chất fluorine đó thì các bạn
không thể làm chủ được thần thức của mình. Nhất là trong kem đánh răng nữa có rất nhiều fluorine, nên dùng kem đánh răng cũng phải dùng những loại không có fluorine. Rất thương các bạn vì các bạn không có hiểu rõ về cuộc sống này, nên các bạn dễ bị lầm tưởng và lạc lối. Nên Tiun muốn giúp đỡ các bạn để các bạn trở nên tốt hơn, tuyệt vời hơn. Phụ Tiun cứu thiên nhiên và bảo vệ động vật trên cái thế giới này là cách để giúp các bạn giải thoát khỏi nỗi khổ thân tâm của mình, giúp cho các bạn có được những điều tốt đẹp trên thế gian này. Rồi, mấy cái bao ni lông này tôi sẽ gom lại để giữ lại. Hôm nay buộc lòng tôi phải mua những cái bao ni lông mới, biết tại sao không? Tiun đang sống lệ thuộc vào gia đình của mình, thì ba mẹ tôi cũng là người thường thôi, nên cũng có suy nghĩ giống như các bạn. Tôi biết được, hiểu được, cũng thấy thương thiệt, nhưng mà tôi không giúp được. Bởi vì những bạn mà đã quá lớn tuổi đi, những bạn mà đã qua cái tuổi 20, đã tiếp xúc với dục, với tham, với sân, với si quá nhiều rồi, não của các bạn không thể thay đổi được nữa. Các bạn sẽ không còn muốn thiết tha cái việc yêu quý thiên nhiên, bảo vệ động vật là cái gì đâu. Các bạn chỉ muốn hủy hoại và xài và xài. Nên Tiun muốn giúp các bạn để thấy được điều đó, cũng là giúp chính gia đình của mình, làm phước cho người nhà, người thân, bạn bè xung quanh của mình, vì các bạn tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Tiun muốn thay đổi mọi người, nên Tiun đầu tiên sẽ cho các bạn thấy sự thay đổi của chính Tiun trước. Nhớ tiết kiệm mấy cái bao ni lông này giùm Tiun nha các người cá, đặc biệt các em đó nha. Các em không nên xả rác thải, giống như mấy cái bao này Tiun giữ lại để Tiun xài tiếp nha. Nè, cái bao của Tulozo thì Tiun đi Tulozo, Tiun mua bánh lại Tulozo, cái bao này đựng. Tiun xài Vinmart thì Tiun dùng cái bao này của Vinmart. Bởi vì nhiều cái siêu thị họ cũng khó chịu á, mình mà lấy cái bao khác không phải của siêu thị của họ thì không mua đồ được của họ.